Cô mà thấy vui, thầy vẫn còn trẻ. Đúng không? Dạ. Rồi em hỏi nếu là cô bạn ngày xưa cũng một khóa. Ngay cái hồi đó hồi em đậu á,
em nói thầy nữa em đỡ đau mà em nghĩ đâu bây giờ mình thấy nghĩ lại nhưng mà đỡ đau cái gì vậy mà thằng này thì không bao giờ nó kẹo đâu. Đã chưa? Đó là một hình ảnh tâm của làm cạo. Tâm quá đi chưa ha? Nhưng mà gặp ông xã cho góc nào vậy? Bây giờ tôi muốn đi chơi. Nó không dân mình luôn. Tây Sơn. Không dân Tây Nhân tại thành phố luôn hả chứ? Ủa, đẻ vậy hả? Không, tôi tới rồi. Tôi cũng dám thấy kêu là. Nói đâu? Không, nói chung mà. Không, mà rồi ở thành phố luôn. Những người đều qua mà. Nhưng mà đều nói thẳng ra em đâu có lắm. Em làm được cái nguyên tắc ở đây. Bây giờ giáo nó như người Trung Quốc rồi, bây giờ người dốc người ghét nè, giáo nói với em, dốc người ghét cho cái em dám nói một câu là tôi lỡ ở đây tôi chưa quá tôi nói là bây giờ tôi thương ảm ảm tôi theo tôi đâu để em một phần không dám nói là ở Việt Nam là làm nhăn, không dám nói Việt Nam là bao nhăn đồ số là Việt Nam mình không muốn xài keo to keo tan như lý gì đó bên đó bây giờ dân Việt Nam mình nhiều không đó dạ dân lao động là cỡ 60.000 nếu mà thợ dân lao động này chúng cái xin cái chắc cỡ năm gì người đây chơi nhưng mà cứ thay ngón cái thâu đầu diệp luôn thay ngón bây giờ thì ngon rồi. Thôi vậy. Sinh viên Hàn Quốc nào nó đổi hai ngón nữa. Nếu mà so sinh viên Hàn bị lai hai ngón. Bạn ước ở trời đây giới thiệu được bữa nào gặp nó là biết đâu nhưng mà thì uống cà phê đó mà. Đi là cho tôi đâu. Đi cho biết được. Tôi đã đi nhà chưa được lâu. Giờ đi đâu có xe bọc xe. Chị đi nhà đi qua đây em chưa biết này chú trời đó này nó là con không sao bố em bây giờ phải xin lỗi cho thầy cho cô cái không nói là rồi dạ em mời cô thầy đang có thầy cảm mình dưới dây đó dạ nếu nó bận thì thôi chứ có gì đâu. Em mình hợp vô tôi là nếu mà ai có chuyện bận quá mà không khắc phục được thì cứ bây giờ thôi bây giờ chương trình chào xong chút để chạy qua chút. Rồi có gì thời gian chắc tiếp mà còn ngầu đã dạy lại đã gọi điện rồi nhắm đấy. Chị nghe em thông cảm luôn đúng không? Bà xin bạn gặp được không? Rồi qua chào mấy cô với thầy. Mày nói khung loan này làm dâu trăm họ mấy đứa xe hài á chạy qua nếu hồi thợ bắt đầu nói